Hoàng Dung và Mai Tuấn xin cảm ơn sự trở lại của quý vị và sau đây là phần tin thế giới. Hai nước Pháp và Đức là hai quốc gia đi đầu của Tổ chức Liên hiệp Châu Âu vừa đưa ra đề nghị là muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa khối Liên Âu với nước Nga. Sau đây là bản tin mời quý vị theo dõi. Sau hội nghị thượng đỉnh tại Geneva, Thụy Sĩ giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước, thì nước Pháp và nước Đức đã đưa ra đề nghị để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Liên hiệp Châu Âu, tức là khối Liên Âu viết tắt, và nước Nga. Đề nghị này sẽ được thảo luận hôm 24 tháng 6 vừa qua. Đó là ngày đầu của cuộc họp thượng đỉnh Liên hiệp Châu Âu. Một trong những đề nghị của nước Pháp và nước Đức là tổ chức các trao đổi trực tiếp với ông Putin. Báo cáo của ông Joseph Borrell là chủ tịch ngành ngoại giao châu Âu về định hướng chiến lược cho quan hệ tương lai với chính quyền Moscow cũng được xem xét. Một trong những đề nghị là tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Liên hiệp châu Âu và nước Nga, hoặc là chỉ với sự tham gia của lãnh đạo các định thế chế châu Âu mà thôi, như vẫn diễn ra thường xuyên vào trước thời điểm năm 2014, trước khủng hoảng Ukraine cũng như vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào nước Nga, hoặc là với một số lượng hạn chế các nguyên thủ quốc gia và các lãnh đạo chính phủ châu Âu. Đây là ý tưởng mà nước Pháp và nước Đức đề ra cho mối quan hệ tương lai với nước Nga. Bản báo cáo của ông Joseph Borrell về chiến lược quan hệ ngoại giao với Điện Cẩm Linh có vẻ quá hòa dịu theo cái nhìn của hai chính quyền Pháp và Đức. Hai nước này mong muốn còn đi xa hơn nữa trong khả năng xích lại gần với chính quyền Moscow thay vì đi xa. Tuy nhiên thì Paris và Berlin khuyến cáo là Liên hiệp châu Âu nên chuẩn bị cho khả năng có một cuộc đọ sức nào đó với Nga và dự trù là những biện pháp trừng phạt đối với một số lĩnh vực kinh tế của Nga, bởi vì những trừng phạt nhắm vào cá nhân đã cho thấy là thiếu hiệu quả. Vụ đầu độc nhà đối lập của Nga, ông Alexei Navalny, dường như là lý do khiến cho nước Đức không còn tỏ thái độ khoan dung với nước Nga nữa. Bà Angela Merkel, trong một cuộc họp thượng đỉnh cuối cùng của bà, sẵn sàng để cho Liên hiệp châu Âu có một thái độ cứng rắn hơn với chính quyền Moscow. Thưa quý vị, WHO dự báo là những người cao niên có thể phải chích ngừa COVID mỗi năm. Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là WHO, dự báo những người dễ tổn thương nhất đối với COVID-19, chẳng hạn như những người cao niên, mỗi năm cần phải tiêm thêm một liều vaccine tăng cường trước các biến thể của virus corona. Reuters dẫn một tài liệu nội bộ cho biết như vậy. Dự báo này được nêu lên trong một phúc trình mà Hội đồng Quản trị của Gavi thảo luận trong cuộc họp vào hôm 24 tháng 6. Gavi là liên minh vaccine cùng lãnh đạo chương trình chia sẻ vaccine COVAX của WHO. Dự báo này có thể thay đổi và cũng đi đôi với hai kịch bản có thể ít xảy ra. Tài liệu mà Reuters trích dẫn cho thấy, WHO đang cân nhắc việc tiêm chủng tăng cường hàng năm cho các cá nhân có nguy cơ cao và mỗi 2 năm một lần cho dân số chung. Tài liệu đề ngày 8 tháng 6 vẫn đang tiếp tục được điều nghiên, cũng như là dự báo trên căn bản 12 tỷ liều vaccine COVID sẽ được sản xuất trên toàn thế giới vào năm tới. Một bản tin khác liên quan đến biến thể của COVID-19, đó là biến thể Delta. Bản tin cho hay là biến thể này sẽ tràn ngập châu Âu từ bây giờ cho tới tháng 8. Hôm 23 tháng 6 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu, viết tắt là ECDC, đã đưa ra cảnh báo là biến chủng Delta sẽ chiếm tới 90% các ca nhiễm COVID mới tại Liên hiệp châu Âu từ bây giờ cho tới tháng 8. Theo như bà Andrea Emo, là giám đốc của cơ quan ECDC, thì biến chủng Delta có khả năng lây lan mạnh trong mùa hè, đặc biệt là với những người trẻ tuổi chưa được tiêm vaccine. Mai Tuấn nhắc lại là đặc biệt với những người trẻ chưa được tiêm vaccine. Trước thì là COVID-19 virus vào mùa đông thì lây lan mạnh cho mọi người. Bây giờ thì biến thể Delta lây lan cho giới trẻ, nhất là những người chưa tiêm vaccine. Dễ sợ không thưa quý vị? Và theo trung tâm ECDC này, thì việc kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu
nói là biến chủng Delta xuất hiện lần đầu ở Ấn Độ sẽ chiếm khoảng 70% những ca nhiễm mới tại Liên Âu và 90% sẽ xuất hiện vào tháng 8. Biến chủng Delta được đánh giá có khả năng lây lan mạnh hơn từ 40-60%. Nói thế, thưa quý vị, cho phép Mai Tuấn được xin đóng góp một cái nhận xét. Vậy thì mùa hè này chúng ta sang châu Âu làm gì? Có phải ông Hoàng Dung? Dạ. Yeah. Làm gì sang Âu Châu để làm gì để mà hứng chịu cái nghĩa là nó sẽ bùng nổ mạnh mẽ bên châu Âu đó. Dạ. Yeah. Và chúng ta là những người đã chích rồi thì việc gì mà phải hăm hở sang châu Âu? Dạ. Yeah. Nói để cho châu Âu chết đi thì lại có người lại la tôi đấy. Nhưng mà cứ nói, có phải không nào? Dạ. Yeah. Thực sự là như vậy, ai dại gì mà cứ đi đâm đầu vào những cái chỗ mà dịch bệnh như vậy. Đúng vậy. Mình đã chích ngon lành nên trốn vào bên châu Âu là nói, họ nói rõ là mùa từ bây giờ cho đến tháng 8, mà cuối tháng 8 nó lên tới 90%. Wow. Mà đặc biệt là những người trẻ. Dạ. Yeah. Là những người mấy 20, 30, 40 trẻ như Hoàng Dung mà đi là dính. Ừ, chị, quý vị không nên đi châu Âu. Ừ. Từ đây mùa hè như năm ngoái thì là cái dịch bệnh hết mà vào mùa thu nó dẫn đến mùa đông thì là nó lây lan mạnh. Yeah. Bây giờ cái này nó độc, cái này là nóng thì nó mới lây lan. Cho nên cho không biết là cái này có phải là thượng đế dành cho con người để chúng mày không chạy được chỗ nào, mùa đông chúng mày chết là mùa hè cũng chết. Bởi vậy. Cho phép chúng tôi được rêu ra một chút vậy, quý vị thông cảm với chắc chắn quý vị cũng vậy thôi, hiểu vậy thôi. Mình đã dạy gì mà mình đi vào chỗ mà là dịch bệnh. Yeah. Mời quý vị trở lại với Hoàng Dung và Mai Tuấn sau phần thông tin thương mại để nghe thêm một số tin về châu Á như sau, thưa quý vị. Tờ báo Apple Daily bị đình bản trước sức ép của chính quyền Trung Quốc. Mỹ khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho ASEAN.